chào tất cả các bạn. Thì vừa rồi các bạn đã nghe chuông nhà thờ đổ rất là dữ dội. Thì có lẽ là hôm nay có lễ trong cái nhà thờ lớn này. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi coi một cái rất là đặc biệt. Các bạn vừa rồi các bạn có nghe tiếng chuông nhà thờ đổ không? Đó, nó đổ từ cái tháp chuông giữa hai cái cửa sổ màu đen đó, cái ngón tay mình chỉ đó. Đó là cái tháp chuông. Hôm nay mình sẽ đi lên cái tháp chuông đó cho các bạn coi nó như thế nào. Rất là thú vị các bạn. Bởi vì cái nhà thờ này là được xây từ thế kỷ 12, mấy trăm năm rồi. Cho nên nó rất là cổ. Cái nhà thờ này thật ra nó là cái nhà thờ lớn nhất ở trong Đan Mạch. Nó lớn như thế nào? Và nó lớn có nghĩa là nó cao, cao nhất trong tất cả các nhà thờ. Và nó chiều dài của nó cũng là dài nhất trong tất cả các nhà thờ ở trong Đan Mạch. Thì bên trong nó như thế nào? Thì bây giờ các bạn đi với mình vô bên trong coi nha. Hai các bạn, bây giờ thì mình đã vô được trong cái nhà thờ và bây giờ mình sẽ đi lên trên đây cho các bạn coi nha. Bạn nào mà đã từng chơi game Age of Empires trước đây, các bạn mà đến đây thì các bạn sẽ có một cảm giác là không phải các bạn đang chơi game mà cái này là sự thật luôn. Sau đây tôi hù không có đèn đâu đi. Ở xung quanh cái nhà thờ này nè các bạn, trên cái đường lên trên cái tower này, người ta có đặt những cái sợi dây thừng đóng vô trong tường xung quanh nơi mà mình có thể cầm để mình đi lên từ từ được. Đây có một cái lỗ nhỏ nhỏ để cho mình coi. Rất tiếc không có bóng đèn nữa. Ở đây. Đến đây thì có ánh sáng rồi. Có lẽ là do những cái cửa sổ ở trên nó chiếu xuống. Cái nhà thờ này được xây từ những năm 1400, là mấy thế kỷ trước. Đây, cái cửa này có lẽ mình không vô được, đóng rồi. Đó. Tí nữa lên trên đây thì chắc chắn sẽ có một cái view rất là tuyệt vời. Các bạn thấy không? Họ có những sợi dây này nè, để cho mình cầm á, cho khỏi té đó. Và cái nhà thờ này đã được người ta cũng phải tu sửa nhiều lần mới được giữ nó, phải mới được nó mới được giống như vậy. Nhưng mà tu sửa gì thì tu sửa, những cái miếng gỗ nè, những cái cục gạch nè, thì nó vẫn là nguyên vẹn từ xưa đến giờ. Đây có một cái ô cửa nhỏ nhỏ, mình có thể nhìn ra bên ngoài. Bạn nào khỏe thì hắn mới lên nha. Bạn nào yếu tim á, đừng lên đây, tại vì nó rất là cao, đi rất là mệt. Đây có một cái ngã ba. Bây giờ mình chưa bao giờ đi qua bên trái hết, nhưng mà chắc đi qua bên trái cũng không được bởi vì nó khóa cửa. Bây giờ mình sẽ lấy điện thoại của mình bật đèn pin lên mới
mới ra mới thấy được. Đây nó nói là cái cửa này phải phải đóng. Nói một cách khác, ở trong này mà không có đèn pin thì nó hơi creepy chút xíu. Đây cũng có một cái ô cửa sổ khác nè. Mình phải dùng cái đèn pin điện thoại mình để cho thêm ánh sáng để các bạn mới thấy được. Lên đây thì có nhiều ánh sáng nè. Đây các bạn sẽ thấy một cái quang cảnh rất là đẹp. Các bạn thấy sao? Đó là cái đường. Cái đường này là cái đường cô kệ, là cái đường walking street mà mình đi từ ga xe lửa đi ra đó, thẳng một lèo xuống dưới này luôn. Bên kia có một cái cửa, tí nữa mình sẽ đi qua bên đó, mình đi lên để mình thấy một cái chuông. Các bạn thấy những cái cổ máy không? Hồi xưa đó, đồng hồ của chuông đó. Bây giờ mình sẽ đứng ở đây, nhìn ra mình thấy được cái cảnh của cái thành phố Aarhus ở ngay trung tâm. Bạn nào không biết ở bên dưới là cái gì? Bên đây nè là cái casino đó. Hả? Bây giờ mình sẽ đi lên tiếp trên đây. Đây mình coi cái cảnh nó là gì. Cái góc bên này là cái đường trước đằng cái mặt đằng trước của cái nhà thờ lớn. Từ năm được xây từ năm 1400 mấy mà người ta giữ được như vậy là các bạn biết rồi đó, người ta giữ rất kỹ. Đây là một phần của cái mái nhà của cái nhà thờ này. Ở gần đây nó cũng có một cái viện bảo tàng, nó gọi là Viking Museum. Thì một lúc nào đó mình sẽ đến đó mà mình quay phim cho các bạn coi. Cái Viking Museum đó, hoặc là mình gọi cái khác là Viking Museum á. Thì cái đó là một cái viện bảo tàng mà mình có thể đi vô coi miễn phí, mình không phải trả phí. Nó nằm ở chỗ kế bên cái nhà văn Nodia trước đây, mà mình phải đi xuống giống như là mình đi xuống hầm. Đó, người ta đặt ở dưới đó. Bây giờ thì mình sẽ đi tiếp lên trên ha. Đó.
Lên trên đây sẽ có rất nhiều gió. Các bạn chuẩn bị chưa? Nhìn nè, cao lắm luôn. Đó. Trước mặt các bạn là cái quang cảnh của cái một bên cạnh nhà, cái một cái hướng nhìn của cái nhà thờ này, và cũng là cái hướng của cái casino Aarhus. Cái bên là cái khách sạn đó. Khi mà mình nhìn vô cái cảnh này á, thì mình thấy được một cái điều đặc biệt là nó rất là châu Âu. Bởi vì những cái mái nhà có những cái mái ngói đỏ cụp xuống. Còn phía đằng xa, các bạn thấy phía đằng xa mà tuốt ngoài kia là ngoài cảng Aarhus. Các bạn nào muốn coi ngoài biển cảng Aarhus như thế nào thì nhớ coi trong những cái vlog của mình mà mình làm một cái video về đua thuyền buồm thế giới năm vừa rồi diễn ra tại thành phố Aarhus, thì các bạn có thể coi cái video đó để thấy được cái quang cảnh ngoài biển cảng của Aarhus nó như thế nào. Trên này có những cái chuông từ nhỏ đến lớn luôn, nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ đi qua đây cho các bạn coi từng cái chuông một ha. Đây là một cái chuông cực kỳ cổ luôn. Cái nhà thờ này được xây theo cái kiến trúc của Gothic nha các bạn. Những cái tháp chuông, những cái thanh gỗ này vẫn còn được giữ nguyên vẹn. Và người ta giữ gìn ở đây rất là sạch sẽ. Ở trên đây là không có còn kiến che ngoài cửa sổ nữa nha các bạn. Ở trên đây là hoàn toàn gió lồng lộng luôn á. Thật ra ở cái chỗ mình đứng không phải là trên đỉnh của cái tòa tháp trong cái nhà thờ lớn này. Chỉ là lưng chừng thôi. Nhưng mà người ta chỉ cho khách du lịch lên đến đây là hết. Còn ta không cho lên cao hơn nữa. Ở giữa này mình thấy có một cái chuông bự khổng lồ luôn. Cái chuông này mà lúc mà nó gõ mà mình không để ý là người nào yếu tim là có thể chết bất cắc tự tử luôn á. Tại vì nó rất là lớn.
bạn nhìn cái quả lắc nó nè, bự khủng lồ không? Những cái chuông này, cái tiếng của nó rất là vang. Mình nghĩ với cái kỹ thuật hiện đại ngày nay, mình cũng khó lòng mà khó có thể mà đúc ra được những cái chuông giống như vậy. Cái chuông này nó còn bự hơn nữa. Wow. Để mình đi vô trong này. Hồi nãy nó vừa gõ rồi. Hy vọng là nó đừng gõ nữa. Nó điếc tai lắm. Giờ mình sẽ để camera sát vào cái cửa bên này coi nó là cái view của cái khu nào. À, cũng là của bên mé đường Walking Street. Các bạn nào mà hay đi sailing đó, ở trên sailing nó có gọi là sailing rooftop á, thì nó ở mé hướng này nè, đó, cái chỗ mình chỉ đó. Từ đằng xa xa kia, các bạn thấy không? Từ đằng xa kia cái tháp nhỏ nhỏ là cái tháp đồng hồ của tòa thị chính trong thành phố Aarhus. À, còn phía bên tay trái để mình chỉ các bạn nha. Cái này nè, cái nhà này là cái nhà hát, gọi là theater đó. Cái nhà hát không phải là nơi mà mình vô mình hát nhạc pop hay là hip hop gì. Ý của mình đây là nhà hát kịch đó các bạn. Đúng rồi, nhà hát kịch đó. Đó, bạn nào đam mê kịch, nhà hát kịch đó thì có thể đến thành phố Hồ Sĩ Vô đó coi. Còn cái chỗ mà cái sảnh ở đằng trước đây nè là cái sảnh mà nơi mà hàng năm khi mà thành phố Aarhus có tổ chức gọi là festival đó thì người ta sẽ dựng những cái lều ở đây. Còn bên dưới các bạn thấy tượng một cái người mà cưỡi con ngựa, đó là ông vua của Đan Mạch. Cái viên gạch rất là cũ không các bạn? Cũ lắm luôn, mấy thế kỷ rồi. Wow, ở bên đây có một cái cục gạch. Mình gỡ ra coi. Để lại chỗ cũ cho người ta. À, bên đây là cái nóc của cái nhà thờ. Ở đây mình có thể nhìn thấy cảng biển rõ hơn nè. Ở hai cái chóp mà các bạn thấy đó, có lẽ là hai cái chóp đó là ở phía đằng sau của nhà thờ. Tí nữa thì mình sẽ đi một vòng xuống nhà thờ cho các bạn coi bên trong. Mình cũng muốn lặp lại là cái nhà thờ này nè, cái nhà thờ lớn của Aarhus. Nó cũng là cái nhà thờ lớn cao nhất ở trong Đan Mạch này đó.
này nó có cái chữ gì trên cái chuông ta? Cái chữ là Copenhagen. Copenhagen. Mình đi vòng vòng một lúc mà mình cảm giác như là mình lạc ở trong này luôn các bạn. Mình để đi ra ngoài này cho các bạn coi rõ hơn. Đó. Các bạn thấy không? Đây là cái view trước cái nhà thờ đó, nhìn xuống đó. Còn phía đằng xa kia, cái màu xanh, cái top giống như là cũng là cái top của cái nhà thờ mé bên kia kìa. Đó thì nó gần ở một cái nhà thờ, nó ở gần gọi là Klosterhof ở Aarhus. Bạn nào ở Aarhus thì mà khi mà nhắc đến Klosterhof thì đi xe bus là biết rồi. Thì nó có một cái mối liên hệ giữa giữa cái Viking hoặc là Viking Museum. Ở trong đó nó có chỉ cho mình một cái nhà thờ, nơi nơi bắt đầu của cái thành phố Aarhus này nè. Thì nó có mối liên hệ chỉ qua bên đó. Thì một ngày nào đó mình sẽ làm một cái vlog hoàn diện cho các bạn hiểu rõ hơn. Ở trong cái nhà thờ đó nó có một cái hầm ở bên dưới nơi mà mình có thể đi xuống. Nhưng mà đi xuống dưới đó nó rất là tối, hoàn toàn không có đèn. Thì mình phải nghĩ cách để làm sao phải có ánh sáng để quay phim cho các bạn coi. Những cái nhà mà các bạn thấy trước mặt á, bên đây nè, đó những cái màu mà nâu nâu đó là những cái mà đã được trùng tu lại rồi. Đó. Nhưng mà đối diện của nó là cái Nordea Bank nè, là một cái nhà này cũng là rất là cũ. Còn cái tòa nhà màu trắng kế cái Nordea Bank, không phải cái màu đen này mà cái kế nữa, cái nhà thuốc Tây đó, bạn nào ở Oslo biết, đó là một cái nhà cũng rất là cổ luôn. Nó đang xen giữa rất là hiện đại và cũng là rất là cổ kính. Nhưng mình có một điều không, cái này là quan điểm của mình thôi nha, mình cũng không có thích lắm khi mà thành phố Aarhus lại là một cái con rồng. Cái con rồng các bạn thấy không, ở dưới người ta đặt một cái biểu tượng cũng như là nghệ thuật đầu của con rồng. Theo quan điểm của mình thì nó không có match, không có hợp với lại cái văn hóa và cái nghệ thuật ở đây. Bởi vì xung quanh đây toàn là của châu Âu và đặc biệt rất là Bắc Âu. Riêng cái nhà thờ này là kiến trúc của từ thời Gothic là hàng trăm năm, nhưng mà lại có hình một cái con rồng ở đằng trước thì nó có vẻ là không ra gì cả. Nhưng mà thôi, mình không muốn nói về cái chủ đề này nữa. Để mình coi cái chuông này cái cùng nó bốc nhiêu. Mờ quá mình không thấy nổi các bạn. Bây giờ xem mình đã đi qua bên đây. Ở bên đây thì người ta khóa cái cửa này rồi, người ta không cho mình ra. Và mình nghĩ cũng khó lòng mà ra. Các bạn nhìn cái ổ khóa nè, coi như là nó xét tan beng luôn. Camera cho các bạn coi một lần nữa nha. Hôm nay bầu trời rất là trong xanh cho nên nhìn rất là dễ.
Thực ra ở trong cái khu này có nhiều điều rất là thú vị. Ý của mình ở đây là trước mặt cái nhà thờ lớn này. Trời ơi, nó lại gõ nữa, giật mình. Trước cái nhà thờ lớn này là nơi cái tòa đô chính đầu tiên của thành phố Aarhus. Đó. Nhưng mà mình cũng sẽ làm về một cái chủ đề này vào lúc khác. Cái tòa đô chính hiện giờ mình đang thấy hiện giờ ở ngoài phố, nơi mà có cái tháp đồng hồ, đó là cái tòa đô chính thứ ba của thành phố Aarhus. Ở bên đây thực ra mình có thể đi lên trên cao nữa các bạn, nhưng mà người ta rõ ràng là người ta không cho mình lên bởi vì cửa này là nó khóa rồi. Thì mình có thể, nếu mà người ta cho phép mình lên thì mình có thể đi lên trên thêm một tầng nữa, bởi vì mình tin rằng ở trên nóc trên đây sẽ có một cái gì rất là thú vị để cho mình coi, nhưng mà có lẽ là không có an toàn cho nên người ta không cho mình lên. À, quên nói với các bạn nữa, khi mà mình lên trên này nè, không phải là lên miễn phí, mỗi người phải trả 20 đồng nha, 20 kron. Trẻ em dưới 12 tuổi thì hình như 5 đồng. Thôi bây giờ mình đi xuống ha. Như vậy là sơ sơ cho các bạn coi, như vậy là được rồi. Mà các bạn nào ở thành phố Aarhus hoặc là những từ nơi khác đến thì các bạn cứ coi cái lúc nào mà nhà thờ mở cửa đó. Thường thường là ban ngày như tháng 5 như vậy là nó mở cửa rồi, từ sáng đến chiều luôn. Thì các bạn cứ vô nhà thờ và thường thường có một cái quầy reception ở bên phải. Nếu mà không có người ở đó thì các bạn chỉ cần gọi số điện thoại, và cái số điện thoại người ta để trên bàn á, thì nói với người ta là mình muốn lên cái tháp này, thì tự động người ta sẽ ra và người ta lấy tiền và người ta mở cửa cho các bạn lên. Bây giờ mình đi xuống. Trong nhà thờ này có những cái chỗ mà rất là đặc biệt và người ta không có cho mình vô. Ở đây mình thấy là người ta có để sẵn một cái hệ thống phòng cháy chữa cháy này các bạn, vòi cứu hỏa người ta để sẵn ở đây luôn. Bây giờ mình sẽ bạn nào mà lên trên đây á, mình nói nha, các bạn nào mà yếu tim á hoặc là không có đi được cao á thì các bạn đừng nên lên đây, bởi vì nó rất là cao, rất là dốc và nó cũng hơi khó đi nữa. Còn mà lên trên đây mà không để ý cái chuông mà nó gõ von một cái giống như hồi nãy á, là giật mình, rất là nguy hiểm. Mình nhớ là có một chỗ mà mình có thể qua để coi mình qua được không, tại vì mình đã từng lên trên đây nhiều lần rồi. Để mình bật đèn pin lên đó, bởi vì bên này có một chỗ cho mình coi nữa, cửa bên này nè.
Hôm nay có lẽ người ta đóng cửa rồi. Cửa bên đây người ta nói là cái cửa này phải đóng lại, cho nên mình sẽ không đụng vào đó nữa và mình đi xuống. Wow, chỗ này hơi trơn. Tại vì một tay cầm camera, một tay cầm đèn pin các bạn, cho nên mình giờ phải bỏ đèn pin vô túi, phải cầm những sợi dây này nè. Đó, mình đi lên phải cầm những sợi dây này, còn bạn còn người nào đi chiều khác lên á thì phải cầm cái sợi này cho khỏi bị té. Thật là tiếc bởi vì mình không có đi qua được những cái cửa bên đây. Mình mà qua được thì mình sẽ thấy được nhiều cái thú vị nữa. Mình cũng muốn kể cho các bạn nghe luôn. Các bạn biết nhớ mà cái hôm khủng bố ở bên Sri Lanka không? Con của cái ông tỷ phú Đan Mạch á, ông chủ của bestseller bị chết ba người con á, thì người ta tổ chức đám tang cho con ổng trong cái nhà thờ này nè. Để tí nữa mình đi một vòng trong cái nhà thờ này cho các bạn coi. Bây giờ đi xuống đây sẽ tối, bây giờ mình sẽ bật đèn pin lên. Tại vì hồi nãy mình đi lên không có thấy được, các bạn không thấy được gì hết. Bây giờ mình có hai cái điện thoại. Một cái điện thoại là một cái điện thoại private của mình. Thì mình sẽ để hai cái đèn pin lên luôn. Đó, nó sẽ nhiều ánh sáng hơn. Các bạn hãy coi dễ hơn. Hồi nãy mình không coi được chỗ này. Các bạn thấy không? Tại vì hai tay phải cầm, một tay cầm hai cái điện thoại, một tay cầm camera, cho nên á phải cẩn thận đi từng bước một thôi. Té chết. Bên đây người ta cho mình qua là người ta không có ghi chữ là phải đóng. Bây giờ mình sẽ vô trong đây ha, thử có vô được không. Không được các bạn ơi, cứng ngắc rồi. Đóng cứng ngắc rồi, mình khóa được nhưng mà wow, có cái lỗi ở đây. Để mình coi bên đây là cái gì, để mình để sát bên này coi. Cái cửa này người ta không có ghi chữ gì hết nhưng mà nó khóa ở bên trong rồi. Để mình lấy tiếp điện thoại ra, nó đang có đèn sẵn đây. Xuống ha. Khi mà xuống dưới bên này, bên đây mình thấy có một cái workshop các bạn, của trong cái nhà thờ này. Các bạn thấy không? Có nghĩa là có một cái cơ quan nào đó mình có thể đi vô bên đây được. Khi mà xuống tới dưới này rồi đó là mình cảm giác rất là nóng bởi vì không có gió nữa. Đây là có đèn. Có đèn dưới đây rồi. Mình thấy cái workshop cái này nè. Để coi có ai bên đây không. Nếu mà có thì mình có thể vô đây mình quay cho các bạn coi, nhưng mà có vẻ như là không ai bên đây hết. Người ta đang có lẽ là tu bổ nhà thờ. Cửa khóa. Thôi mình đi xuống. Dưới đây thì có đèn rồi.
cái cửa ra đó. Hồi nãy cái công tắc nằm đây mình không biết. Nhưng mà thật ra nó sáng thì chỉ sáng lên khúc bên kia rồi, còn khúc giữa vẫn tối. Người ta nói là mình lên đây là mình phải tự chịu trách nhiệm nha, người ta không có dẫn mình lên bị gì đáng chịu. Đó.